Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 10 tháng 9 năm 2024, thứ ba dương lịch. Âm lịch là ngày 8 tháng 8 năm 2024, là ngày Đinh Sửu, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn, tiết khí Bạch Lộ, ngày trực định. Hôm nay là ngày câu trận hắc đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Tỵ và tuổi Dậu, lục hợp với tuổi Tý, xung với tuổi Mùi, hình với tuổi Mùi và tuổi Tuất, phá với tuổi Thìn. Về ngũ hành nên mệnh, giản hạ thủy, hôm nay là ngày Đinh Sửu, tức can sinh chi, hòa sinh thổ, là ngày cát bảo nhật. Nạp âm giản hạ thủy kỵ tuổi Tân Mùi và tuổi Quý Mùi. Ngày thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt người tuổi Kỷ Sửu, tuổi Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy, ngược lại nhờ thủy khắc mà được lợi. Ngày Sửu, lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ, Dậu thành kim cục. Xung Mùi, hình Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Thìn. Tam sát kỵ tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Tân Mùi và tuổi Quý Mùi. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Đinh Mão và tuổi Kỷ Mão. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Mãn Đức Tinh tốt vạn thông tứ cát, tam hợp Mẫu Thương tốt mọi việc. Sao xấu thì gồm có sao: Đại Hao kỵ khai thị, lập khoán, giao dịch, nạp tài. Câu Trận kỵ khởi tạo, nhập trạch, giá thú. Lâm Cách kỵ xuất hành. Trong đó có sao tam hợp là sao Đại Cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao Đại Hao là sao Đại Hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 10 tháng 9, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng đông để đón tài thần và đi theo hướng chính nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày thiên dương, xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ, mọi việc đều như ý. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 10 tháng 9 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy tam hội cục nâng đỡ và bảo vệ cho ngày thứ ba này của người tuổi Tý trở nên tốt đẹp hơn, báo hiệu rằng người độc thân dễ tìm thấy đào hoa giữa nơi mà bạn không ngờ tới. Có thể bấy lâu nay bạn đã quên mất rằng mình hoàn toàn cũng có sức hấp dẫn người khác phái. Chính quan chiếu mệnh ở bên nâng đỡ, vận trình sự nghiệp hôm nay có phần khởi sắc hơn, công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà những chú Tý đã lên kế hoạch từ trước cho mình. Tài chính ổn định và có điểm tăng lương, tăng thu nhập do tài tinh rất sáng. Tuy chưa tới mức cực kỳ rủng rỉnh nhưng đủ để bạn không phải lo nghĩ tới chuyện tiền nong, thoải mái làm việc và tận hưởng cuộc sống. Thậm chí còn dư ra một khoản nhỏ để dành tiết kiệm, chuẩn bị cho các dự định lớn hơn trong tương lai. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, nhanh chóng nắm bắt cơ hội để gặt hái thành công. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, tình yêu chẳng khi nào là muộn. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, nhận được lợi nhuận từ mối đầu tư trước đó. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, đường tài lộc có dấu hiệu vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, làm ăn buôn bán phát đạt dễ dàng, tiền bạc thu về đầy tay.
Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 23. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, thực thần giúp cho người tuổi Sửu có cơ hội đón nhận những điều mới mẻ, thú vị, là tiền đề thôi thúc bạn nắm giữ những trách nhiệm mới. Hãy tự tin thể hiện mình và khẳng định bản thân một cách mạnh mẽ nhất có thể. Đừng vì bất cứ lý do nào mà chùn chân. Người tuổi Sửu xã giao tốt, quan hệ rộng, có thể huy động sự trợ giúp từ người khác, cũng có thể tìm kiếm tứ phương tiến tài, mở rộng con đường hợp tác kinh doanh hoặc tiến thân bằng giao tiếp. Tuy nhiên, không nên quá vồ vập, sỗ sàng mà mất duyên. Người độc thân trở nên cực kỳ quyến rũ trong ngày hôm nay là bởi bạn đã bắt đầu quan tâm hơn đến ngoại hình. Bản mệnh chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng một chỗ và là chính mình thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác phái. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, hãy tôn trọng quyết định của người khác. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, cần phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, có cơ hội phát tài một cách bất ngờ. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, nên tập trung để kiếm tiền khi có cơ hội. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, nên tìm cách tháo gỡ những vướng mắc trong công việc. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 92. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, chính ấn giúp người tuổi Dần hôm nay được mở mang tầm mắt. Những điều mà bạn khám phá được rất giá trị, nó hỗ trợ cho bạn xem xét mọi thứ ở góc độ mới mẻ, hoàn toàn khác biệt. Đừng bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm cuộc sống theo một chiều hướng rất khác nhé. Người tuổi Dần có ngày gặp Hồng Loan, nên dù không thuận lợi lắm về công danh, nhưng sẽ gặp được nhiều người tốt giúp bạn nhanh chóng vượt qua hoàn cảnh này. Đồng thời đó cũng là nguồn cơn mang đến những điểm lành trong công việc, để sự nghiệp của bạn tiến xa hơn trong những ngày tới. Chuyện tình cảm tương đối hài hòa, tuổi Dần có một gia đình rất hòa thuận, bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau, cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhờ tình yêu mà hai người có thể vượt qua mọi khó khăn. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, làm ăn tấn tới, tiền bạc dồi dào. Với những tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, nên thực hiện các công việc cầu tài, ký kết hợp đồng. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, chuyện tình yêu không thể che giấu được. Với những tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, chuyện tiền bạc được giải quyết gọn gàng. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, nên bắt tay thực hiện những kế hoạch kinh doanh ấp ủ. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 55 và số 11. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy,
Thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Mão hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong ngày hôm nay. Bạn được cấp trên khen ngợi, trọng dụng và có cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay. Khi gặt hái được thành công, con giáp này không nên vội vàng thỏa mãn và ngừng cố gắng, bởi mọi người xung quanh vẫn luôn tìm cơ hội để vươn lên vượt qua bạn. Nếu bạn dậm chân tại chỗ thì bạn sẽ nhanh chóng bị thụt lùi. Quả tù xuất hiện thì chắc chắn con giáp tuổi Mão cần phải có sự cẩn trọng trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Đôi khi những gì bạn xem nhẹ lại trở thành rào cản và là trở lực cho vận trình tình duyên của mình. Về những tuổi Ất Mão, mệnh thủy, sắp xếp công việc để tiến hành cho hợp lý. Về những tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, đạt được một số bước tiến mới trong sự nghiệp. Về những tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, đôi lứa luôn chia sẻ mọi suy nghĩ và dự định trong lòng với nhau. Về những tuổi Tân Mão, mệnh mộc, tiền vào nhiều nhưng nhớ chi tiêu cần kiệm. Về những tuổi Quý Mão, mệnh kim, mạnh dạn hơn trong các dự án đầu tư. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 81. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tương phá báo hiệu một ngày không mấy thuận lợi đối với người tuổi Thìn. Có điểm báo tiểu nhân lộ rõ, đối phương sẽ tìm mọi cách để phá hoại công việc của con giáp này, khiến cho bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn. Thương quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Thìn. Bạn dễ vướng phải tranh chấp mâu thuẫn với cấp trên. Nếu không có cách giải quyết khéo léo thì quan hệ đôi bên rất dễ trở nên căng thẳng, công việc trở nên bế tắc. Ngũ hành thổ vượng là dấu hiệu chẳng lành đối với người tuổi Thìn trên phương diện tình cảm. Người độc thân trở nên ngây thơ tin vào lời dụ dỗ rủ rê của những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ. Nếu bạn quá dễ dãi thì sẽ phải nhận lấy tổn thương hoặc rắc rối trong tương lai. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, nên cố gắng kiếm tiền trước khi quá muộn. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, không nên dễ dàng nghe theo lời mời gọi của người khác nếu không muốn hao tài tốn của. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh kim, vận trình tình duyên không gặp phải nhiều biến động. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, tiền bạc tổn hao, dễ mất tiền oan. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 39. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, tuổi Tỵ có tam hợp độ mệnh nên các kế hoạch công việc trong ngày triển khai khá thuận lợi. Bạn đã lấy lại được nhịp độ cần có sau kỳ nghỉ nên mọi việc khá trôi chảy, lại luôn có đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ nên hiệu suất khá cao. Tỵ kiên chiếu mệnh, con giáp này có quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, cho dù trước mắt bạn có đầy rẫy khó khăn đi chăng nữa. Tinh thần nhiệt huyết của bạn thậm chí có thể truyền cho mọi người xung quanh để cả tập thể cùng cố gắng. Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời đối với các cặp đôi. Sau bao trở ngại, cuối cùng thì cả hai vẫn sánh bước bên nhau. Tình cảm vì thế mà ngày một nồng nàn và thắm thiết hơn. Cả hai có thể nghĩ đến chuyện về chung một nhà vào thời điểm này. Với những tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, mọi giao dịch tài chính đều cần có chứng từ hóa đơn. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, không nên nhụt chí từ bỏ một cách quá dễ dàng. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, tiền bạc tổn hao, tài chính khó khăn. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, tìm ra hướng đi cho những công việc tưởng chừng bế tắc. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao.
con số may mắn là số 51. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, ngày phạm tương hại, người tuổi Ngọ dễ vướng vào họa thị phi, gặp chuyện bực mình không đã có, dù bản thân không hề muốn xảy ra xung đột. Mỗi khi nổi nóng, bạn gần như đánh mất sự tỉnh táo thường ngày, hành động hấp tấp, tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân nắm thóp, gây bất lợi. Kiếp tài gây rối, người tuổi Ngọ dễ trở thành đối tượng, bị người khác nghi ngờ. Nếu bạn không làm việc gì có lỗi với lương tâm, bạn cũng không cần phải lo lắng hay bối rối. Bởi rồi sự thật sẽ chứng minh tất cả, mọi người sẽ hiểu được con người của bạn thôi. Ngày hung vận lớn như hôm nay, bản mệnh cũng được nhắc nhở nên giữ tiền bạc cẩn thận, chớ để hơi tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp. Bạn cũng cần phải thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền. Kẻo cho vay thì dễ nhưng lúc đòi lại rất khó. Với cái tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim đối diện với rắc rối ngoài ý muốn. Với cái tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy đi ra đường cẩn thận bị rơi tiền. Với cái tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa những tính toán sai lầm dẫn tới cảnh hao tiền hao bạc. Với cái tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ tiền bạc thất thoát nghiêm trọng do chi tiêu phóng khoáng. Với cái tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc không có tiếng nói chung khi tìm cách xử lý tình huống phát sinh. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 70 và số 49. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, Sửu Mùi tương xung, bản mệnh cần đề phòng họa thị phi nơi công sở. Tiểu nhân vì đố kỵ mà ra tay hãm hại. Người tuổi Mùi thẳng thắn nhưng quá nóng nảy, dễ mất bình tĩnh. Trong gia đình thiếu vắng hòa khí, con cái hay xung khắc với cha mẹ. Tương hình cũng khiến cho người tuổi Mùi nói năng quá mức thẳng thắn. Chính vì vậy mà cho dù mục đích của bạn có là tốt đi chăng nữa, thì bạn vẫn phải nhận nhiều phản ứng trái chiều. Hãy chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình. Thực thần xuất hiện trong tử vi hôm nay thì con giáp này sẽ đón nhận những tin vui phát tài phát lộc đến bất ngờ. Người tuổi Mùi làm kinh doanh buôn bán gặp được những cơ hội làm ăn thuận lợi, tiền bạc ùn ùn đổ về thoải mái chi tiêu. Với những tuổi Ất Mùi, mệnh Kim có nguy cơ mất tiền, cẩn thận khi giao dịch tài chính. Với những tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy tiền bạc kiếm được do chính tay mình. Với những tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa công việc xuất hiện xáo trộn nên cố gắng giải quyết càng sớm càng tốt. Với cái tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ mâu thuẫn tình cảm ngày càng lớn. Với cái tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc mệt mỏi vì mối quan hệ tình cảm rơi vào bế tắc. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 35. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, chính tài độ mệnh, chủ nhật này tuổi Thân có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống nhờ chính tài vững mạnh. Nhiều người kêu ca chưa hết tháng đã hết tiền, nhưng con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định nên cũng đỡ hơn phần nào.
Xem tử vi hôm nay, con giáp tuổi Thân sẽ có một ngày vô cùng thoải mái khi cả công việc lẫn tiền tài đều khởi sắc mạnh mẽ. Bạn có cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, bạn sẽ chẳng phải lo lắng gì về tiền bạc trong ngày này. Về tình duyên của người tuổi Thân, nhìn chung là khá tốt và không có gì đáng ngại. Các bạn có thể thông cảm và chia sẻ công việc nhà một cách nhiệt tình, nên dường như không khí gia đình rất vui vẻ và hòa đồng. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, tình cảm ít hài hòa, mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Với những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, nhận được lòng tin của khách hàng nên lời lãi đổ về. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, chi tiêu có kế hoạch, tài lộc dư giả. Với những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, may mắn đồng hành, tài lộc trong tầm tay. Với những tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, đón những cung bậc thăng hoa trong chuyện tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Còn số may mắn là số 95. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, hôm nay là ngày tốt dành cho những người tuổi Dậu có dự định thúc đẩy kinh doanh của mình hay tham gia vào các lĩnh vực tay ngang, cũng có thể đạt được hiệu quả như trông đợi nhờ có thiên tài tương trợ. Nhờ vậy, bạn có thể thu được tiền bạc về cho mình nhờ năng lực của chính bản thân. Tam hợp còn trợ giúp rất nhiều cho việc ký kết hợp tác làm ăn của bản mệnh. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh, hỗ trợ bạn không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, đôi bên luôn biết cách cư xử, không bao giờ nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, tình cảm của hai người sẽ ngày càng vững bền và sâu sắc. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, bạn là người có khả năng đánh giá tình hình rất chuẩn xác, hãy tự tin hơn. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, tài lộc hanh thông, tiền bạc đổ về ào ào. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, thích hợp để ký kết hợp đồng. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, đường công danh sự nghiệp đang tiến triển khá tốt đẹp. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, chăm chỉ nghiêm túc trong mọi công việc. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 76. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, tương hình đem tới những tác động tiêu cực cho con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn dễ đưa ra những quyết định bốc đồng không phù hợp với hoàn cảnh hoặc khả năng của mình. Chính vì vậy mà bạn có thể phải đối diện với thất bại. Công việc không được như ý vì thương quan lâm vận. Tuổi Tuất nên cẩn thận trong thi cử và chuyện giấy tờ. Có nhiều bạn còn sắp đổi việc. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân. Đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Bạn vốn là một người có chí lớn, thế nhưng nhiều khi bạn hành động quá độc lập và không mong muốn nhờ cậy sự giúp đỡ của bất cứ ai. Hãy nhớ rằng chẳng ai có thể sống một mình ở trên đời. Hãy mở rộng mối quan hệ của mình và học cách làm việc nhóm. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa, hãy bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, tránh nói ra những suy nghĩ quá chân thật. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, càng chăm chỉ càng không lo thiếu thốn tiền bạc. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, công việc gặp nhiều trục trặc bất ngờ. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, chớ nên chi tiêu vào các nhu cầu không thiết thực. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao.
con số may mắn là số 72 và số 88. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Hợi trong ngày hôm nay. Nhờ có tam hội trợ lực cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng hộ. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. Trong ngày hôm nay, chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Có thể người bạn thầm mến đã lâu nay đã nhận ra tình cảm của bạn và bật đèn xanh để bạn kéo gần mối quan hệ giữa hai người. Hãy nhanh chóng chớp lấy thời cơ đáng quý này. Tuy nhiên, ảnh hưởng không nhỏ của thiên quan nên có những ngăn trở khiến người tuổi Hợi dễ lạc lối. Hôm nay, đối với công việc hay tình cảm, bạn đều đang phải trải qua những thăng trầm bất định, khiến bạn hoang mang không biết đâu là điều mình nên làm. Với cái tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, làm gì cũng cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, hãy suy xét thật rõ ràng. Với cái tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, bạn nên học cách dùng tiền đúng cách. Với cái tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, có điểm phá tài hao của, tiêu tốn tiền bạc rất lớn. Với cái tuổi Tân Hợi, mệnh kim, tránh tiêu pha quá đà kẻo hao hụt tiền bạc nhanh chóng. Với cái tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, suy nghĩ lạc quan trong công việc. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 91. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.